Lưu ý, video có chứa hình ảnh và từ ngữ không phù hợp cho một số khán giả, cân nhắc trước khi xem. Trong video GTA 5 Roleplay hôm nay, mình sẽ cùng với các bạn và cùng với lại hai con báo còn lại thực hiện một cái phi vụ, đó chính là phi vụ trộm ATM nha các bạn. Ngoài ra thì mình còn có một vài phi vụ khác và mời các bạn theo dõi video hôm nay để xem quá trình trộm ATM của mình cũng là hai con báo này xem có thành công hay không nha. Gu xe gì lạ dữ vậy không biết nữa. Sửa xe mày. Ai cho mày tên cổ mày. Mày nói giọng cha tao quýnh. Tao nói giọng mẹ mày không nói giọng cha được. Ok. Nhà này mày hơi láo rồi đó nha. Nào mày lên, mình khi nào mày lên chùm. Tao hả thích lên mày ơi, ổng giờ ổng muốn xuống rồi mày ơi. Vậy ha. Nhà nói bệnh có đậu xe gì rồi đúng không? Đúng rồi. Để họ xách taxi lỡ qua độ bữa độ rớt cái ghế chưa độ xong nữa. À, nghe đâu bạn gắn cái gối vô với xe bạn đúng không? Đi hạ đồ. Xe này sửa hết 1.500 nha. Ai tiền ai quan trọng đơn. Gì? Mày ai... điên có thằng kia mà nhận mày ơi. Bởi vậy đi với nó làm chi rồi hả? Ờ, của mình xong rồi đó, chai, để tôi tặng chai một gói lao xe miễn phí á. Rồi rồi. Cái lao có trường chạy sơn á nha anh. Chính ra, chính ra. Chả anh ơi. Ôi trời ơi. Ây da. Nghe sợ thế nhờ. Mà tôi ngờ khách nha, khách qua khách làm cái màu nó dịu dữ à. Được không chị? Dịu quá trời dịu rồi. Lỡ rớt cái cây cái chị hồi nãy tôi mới gặp hồi nãy. Cây cờ lê vô đầu rồi. Đúng rồi. Sao nhìn cái bộ đồ để hồi mình xách con taxi qua bển mình làm thử. Sao chụp mặt kích bích. Đâu tại nãy đi ăn. Ơi, ở đây. Quay. Anh làm cái hành động gì trên cái xe tôi ấy nhờ? Không, anh thông cảm đi, tại cái màu của anh dịu á mà kiểu rậu rực á. Dịu gì này, dịu gì? Anh đang dịu vậy. Rồi xe xong rồi. Chị phải trách ta xe cho khách mày. Trời ơi, trời mày nói giọng cha, mày nói giọng má đâu mày. Coi chừng cái cây rớt vô đầu đâu nha, lộn rớt vô đầu mày nha. Lộn. Lộ xíu mày đâu yeah. Dắt qua chỗ đổ xe mới rồi. Anh đi qua. Dạ. Ai mượn cho chạm. Anh trai mình coi tiệm nha anh trai. Ok. Rồi. Ê nó nghe lu. Nghe anh trai này nói cái chuyện nghe cái giọng nghe quen không? Biết. Một thời mình bị cắn ở khu chung cư được các thứ đúng không? Sao? Này có được xử quay hùng không? Sao? Thằng em nó làm đồ dơ. Dơ sao hả? Hả? À là này anh hả? Làng này anh hả? Đúng rồi, nó là anh bạn. Vậy là hồi xưa thằng anh nó đứng nó ăn tiền, mình ăn tiền dơ, chạy xe thằng tải em, thứ. Thằng em hả? Thằng em hả? Ê bạn mình với nhau nha bạn, bạn xô mình nha bạn. Ôi giời. Bạn nè, tôi nói bạn nghe nè. Ở đâu thằng em thằng anh? Thằng em chết, thằng đó là thằng anh. À thằng em hả? Chốn chốn mày nhức cái đầu chưa? Nhức đầu quá vậy. Lúc em lúc anh vậy. Rồi dắt qua kia đi. Dạo này lâu lắm rồi không qua kia con xe mình bữa có hiện ra là thiếu cái ghế với lại cái gối chưa có đổi lại. Trời ơi, xe lỏ. Xe đúng lỏ luôn. Taxi mình diệt được chân trừ cái mỗi việc nó mau hư. Ý. Không kịp. Xe kia nó vô cua nó lết quá. Nào để coi cái chỗ độ xe mới. Mình nghe nói là bên hội Tâm Hoàng là thầu độ xe. Trời ơi. Wow, sân rộng vậy. Wow. Rồi mở cửa luôn. Tự kén cái đầu tao mày. Dở có văng trời đúng giờ. Wow, ê sao nó kỳ, nó cấn ở đâu đây á ta. Xuống tao kìa mày. Gì? Xuống tao với hắn, tao đen kìa. Đâu? Đó, bên đây nè.
chú nào vậy? Sao này mặc đồ lạ vậy? Không, cái này ông nội tao chứ. Tôi là Osama. Ý trời ơi, chú. Trời ơi, lâu quá không gặp. Tưởng đâu chú đi rồi chứ. Dạo này không nghe tin gì hết trơn. Đi đâu? Sao nghe nó đi là đi đâu? Nghe con nhỏ kia nó đồn mà chú đi về thế giới bên kia rồi. Còn nghe kia là nó chuẩn bị vài ngày nữa nó lên nó nắm quyền, nó quản lý điều hành đồ. Này nó chia rẽ chú cháu mà mày. Ê, chia rẽ hồi nào đâu, rõ ràng nãy mày nói vậy luôn á. Tới công chuyện chứ. Nó hỏi A Thanh là lên làm bà chùm chưa. A Thanh kêu là hả, A Thanh nào dám. A Thanh lúc nào cũng là hả, cánh tay phải. Nó nghe, nó nghe rồi. hồi nãy con nhỏ này nó kêu là nó muốn lên, nó lên đúng không? Nó kêu là nó chỉ cần muốn lên, nó chỉ cần hả đẩy ông già nó xuống biển xong rồi. Nói rồi, anh đừng có hả mà đâm chọt tình chú cháu tôi. Anh ngó này, anh đưa nè, anh ngó. Sao đấy ông chú mời hắn qua đây nó kiếm chuyện mà ông chú mời. Trời ơi, nó kiếm chuyện, nó qua đây là người ta kiếm mối nè, không nhà độ giùm cái con xe nè, ai mà kiếm chuyện đâu, tao kiếm mối. Ê, cái sàn này sao nó cấn cấn cái nè. Sàn này mà lỡ đâu mà gặp con nào mà nó nhiễu nhớt mà đi vô một cái ta nói nó đi chuột té tới ông chuyện luôn á. Nãy té chúng chú mời đó. Ông lộn cổn qua vòng vòng luôn. Sao vậy? Sao chú Mười có thể chọn được cái tông nền đá hoa cương cho cái chỗ đổ xe vậy? Chỉ cần một con xe mà nó có một cái cục đá nhỏ nó kẹt vô cái hốc bánh xe cán một cái thôi nha. Thì mộ kêu A Thanh đi lau nhà nãy giờ A Thanh không chịu lau. Hẹn gì chốn đi. Hẹn gì chốn đi là đúng quá rồi. Trời bóng luôn nè, nãy đi té luôn nè, không tin chú Mười coi chạy nè. Ủa, bắt ê, ê, rồi. Ủa đâu rồi? ha mắt rồi. Khó nói. Ủa rồi bên mình có nhân viên đổ xe không chú Mười? Có nhân viên. Vô đổ dùm cái ghế luôn. Vô đổ dùm cái ghế luôn. Có dùm coi đổ ghế luôn nè. Ừ, đổ ghế xe chứ. Rồi cái cây chở đó quét biết nào mới xong, này mua bài đó con robot đi, này phải cân chục con biết nổi chưa nữa. Ô, bạn ơi con robot tôi mua đỡ được cái móng tay bạn ơi. Chứ gì nữa cái gì nữa. Xe này đúng nghĩa là ai dâm luôn. Tên sao nó sen vậy chú Mười ơi. Tính ra cũng nhiều chỗ làm ghế các bạn bên kia bên này nữa. À, lùi vô đây. Máy xe đi cho đỡ tốn xăng. Nè, sao nãy chú mời sơn cho cái bạn khách hàng nó màu rồi, keo dữ vậy? Cam ram. Không, ý là nãy A Thanh đầu gặp chứ. Cái ông kia ở bên đầu. Sửa xe chú mời. Cái màu sơn keo. Xăng. Đổ rồi chú Mười ơi, còn mỗi cái ghế với cái gối mình đổ con khác cũng được chứ dạo này có cái cũng hơi chán. Có con nào nhìn sexy không hơn không chú Mười? Có vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng đó. Có nó nhưng mà nó vi phạm đó. Có đó. Bén lắm á nha, đứt tay đó nha. Nè mọi người coi đi, kia chú Mười mở coi đi, tôi lấy cái đầu tôi che lại. À đúng rồi, cái ghế đỏ đi chú Mười, ghế đỏ, ghế bright đỏ đi. Ghế này nó xanh nó kỳ rồi, đúng rồi, mà đỏ hết được không chứ cái phần sau nó màu trắng à. Mày có tiền nhiều đâu mày đòi full ghế. Ôi xin lỗi mày chứ. Đúng rồi, đỏ đen được á chú Mười, đỏ đen được á chú Mười. Nãy đỏ đen hả? Đỏ đen hả? Đúng rồi. Đỏ đen đi. Còn nữa nha. Ông muốn coi tiếp không? Tiếp đi. Không, mấy cái này nó kỳ quá. Tổng thể hết đi. Thôi, đỏ đen đi. Đúng rồi. Ok. Thôi cái nãy đi. Ủa cái này đen đỏ mà mày. Ừ, cái này đỏ đen, cái nãy kìa. Cái này đỏ đen kìa. Đỏ nó mới chiến. Mày từ từ ổng già rồi. Già mà ham hố dư. Nó hồi cũng quýnh mẹ đây con. Ủa anh em trong hội không lẽ hay giờ chú Mười không xuống tay đúng không? Chú Mười. Chụp giống cái gì? Hả? Cái gì? À ổng okay, chết. Ủa đó đen nè, đó đen nè. À không, cái này Vortex. Thôi để Bright đi chú Mười. Cái này trời má, sao cái này nhiều option dữ vậy? Y Ricaro kìa, y có màu đỏ không chú Mười? Má cái đầu vậy? Má cái gì trời? Xe taxi của người ta chú Mười ơi. Khổ ghê. Màu này không? Không, màu đỏ đi. À, cái Ricaro nó hơi về màu đỏ đen, Ride đỏ đen đi. Không, đỏ. Đỏ cái lưng đen. Từ. Lên xíu nữa, trên á. Này nhìn cũng được mà nó không hợp với cái tông xe, mình thấy màu đỏ nó vẫn nổi hơn các bạn. Coi để tôi kiểm
Sao nó cứ qua lại mấy này không rồi chú Mười? Chú Mười lộn rồi. Rồi cái nữa, hai một cái nữa. Đúng rồi, cái này đi. Chốt cái này đi chú Mười. Cái này hả? Đúng rồi. Rồi đợi cái gói đi, chứ. Đợi cái gói sơ sơ với cái kính đen đi. Cái kính bữa chú quên dán đen. Mà kính này dán limo nó chỉ hơi tối tối màu nhẹ cho nó không đen lắm đâu. Cái gói hả? Cái gối nhớ không nhầm nó nằm ở trong cái ornament đó chú Mười, 10 cái á. Ornament. Đúng rồi. Đây rồi. Đó. Chú Mười lướt lướt đi chứ tại nó cũng hơi cái nào mà rực lên chú Mười. Hơi gọi là nó cũng kiểu này phải ấy da ấy da ấy da ấy da cái này à chú Mồi đừng chạy nước miếng đừng chạy đừng có chậm nha cho ngồi cái chìa khóa xe để ngồi đi ra kia xíu ê ê đi đâu vậy chú Mồi đâu vậy chú Mồi ê ê ê từ từ giờ lại muốn cái nào cái đó đó cái chắc có màu đỏ đi chứ cái kia nó vi phạm quá cái màu đỏ nào này đi với cái kiểu vi phạm ok được á nó cũng cùng màu. Rồi cái kính đen nữa đi chú Mười. Kính đen hả? Để cho người ta không thấy đúng không? Đúng rồi, nhưng mà kính limo nó chỉ hơi đen đen thôi. Cái này được không? Rồi ok, nó tối tối lại xíu thôi à. Rồi ok đó. Rồi anh Bill đi chú Mười ơi. Không, rồi thông báo với bạn câu là bên tụi tôi không có hàng, bye bạn. Ồ. Sao mang tiếng cái xưởng bự vậy mà không có hàng? Lỏ, mới lấy doanh nghiệp rồi mày. Mai tôi đốt tiệm. Chưa có nhập hàng khổ xíu. Không biết về chú Mười làm sao rồi chú Mười bê cái ghế nhập cái ghế Pride đó về đi nhập cái ghế Pride đó về gắn vô đi ghế thôi đúng không ờ ghế bây với giờ, cái đi, kính cái cửa cái ghế giờ ngộ có thể cho lì cái ghế thôi lì muốn cái ghế này hả thôi lỡ rồi mình làm hết luôn đi đã làm hết đi tham làm đã đổ xe tao phải đổ hết chứ không lẽ ai đổ miếng đúng không nó kỳ ok vậy ra phòng ra kia ngồi đợi nha nhiêu 100 ngàn thấy cây này không thấy cây này không hả ai thấy mày... cây này không này mày thấy cây này không con mày thấy cây này không ừ thôi có cây này vô cái cây đó dài lắm không chơi được cây đó dài lắm không chơi được có giả thanh báo giá sao dầm nha ơi thằng này lấy 100 ngàn chú Mười vào tôi quýnh mày bây giờ á trời anh đi theo tôi vô cái phòng nghỉ à 5 ngàn thôi 5 ngàn thôi 5 ngàn của anh là cái kính màu đen thôi 5 ngàn thôi 5 ngàn thôi không thôi thì bị dẹp tiệm đó nha anh có tin là cái lóng tan để đây không giờ này lâu quá không gặp bạn tôi khác rồi thấy tôi phất lên chưa ừ bạn tôi giờ ức à, nhớ không ức ừ ức kỵ trong đây nha nói gì đâu ờ ngỏ đó đi mày ghế lỏ này hè mà thấy ghét rồi mở tivi coi cho mày để tao vô tao đóng cho mày coi. Thấy ghê không cần đâu mày. Ai dâm à? Sao chú Mười? Xong chưa chú Mười? Một cái này muốn nói với Lệ Tiết. Thôi chú Mười. Gì vậy? Chú Mười tổn thọ chú Mười gì vậy? Cái già thú của ngộ để độ cái ghế xe đó hết hạn. Xíu. Tới công chuyện thì tha lỡ cho ngộ đó là lý do tại sao ngộ kêu là lại tới giờ này là sai rồi ở vì còn cái gói với cái kính được chú Mười cái gói là làm được nha còn cái kính thì nhìn lý đứng yên ô chú Mười có gần gia thú cấp 2 làm đậu xe không chú Mười cái kính cũng vậy sao cái chỗ nó bự vậy mà chú Mười đang trong quá trình nâng cấp hạ tầng á à đang trong quá trình nữa. Đang nâng cấp hạ tầng á nên là hơi khó đó do tại sao mà ngộ kêu anh em mà quay lại sau 2 hôm nữa ý là vậy đó lên này khách hàng xe đưa đón luôn hả ở trong đây đi bộ mệt lắm đúng chân, rồi vừa đi bộ ở chân rồi vừa chuột chân nữa chèo của khách hàng nè không làm gì làm được ủa nói cái gói được rồi nè cái gói với cái kính được rồi nè đúng không thiếu cái ghế thôi. Cái ghế trời ơi, cái ghế là cái quan trọng luôn á trời. Rồi, biêu bạn. Quan trọng luôn á trời, nhiêu vậy? À, lấy của bạn 10 ngàn thôi. Rồi, bye bye nha, cảm ơn nhiều nha. Ơi bạn, làm gì xong muốn làm ghế cho bạn. Sống trên đời được không? Mình phải giảm giá đi chứ, không thể nào mình lấy cái này mà 10 ngàn được đúng không? Thôi, nếu mà bạn của chú 10 thì tôi lấy 20 thôi. Tao quýnh mày giờ, tao nồng hả?
Nè là có cái đồ sửa xe nha. Nè là cái đồ sửa xe, cái này là cái đồ sửa xe chú Mười, bình tĩnh nè, thấy không? Thấy đồ ngày giác hay một đống không hả? Tới con chạy thiệt lại ơi. Chẳng lẽ giờ ngộ cái katana có ngộ độ xe được á? Cái hay vậy ta? Nó dùng ngộ dùng để ngộ dở ốc nhít á, lại gì không biết gì hết. Khách hàng, bấm đi khách hàng. Trời ơi. Tên gì thì anh ra nhỉ? Trời, cảm ơn bạn nha. Còn cái ghế nữa, thiếu cái ghế nữa thôi chú Mười. Nhỏ ghế rồi, muốn qua đây tao lấy cái ghế lại sau đi, ngồi làm cái ghế cho. Cái miễn phí ha. Chốt. Có đập bắt. Ok, đó là lỗi của chú Mười, là tại vì bây giờ khách hàng muốn độ mà chú Mười không độ được thì mới mốt quay lại chú Mười phải miễn phí chứ. Chú Mười muốn độ. Thôi, chú Mười mốt mình đi mua con chó bạc ve đi, mình đứng chẳng. Ê, mộ, đứng ngay ngay. Gì chú Mười? Không hề có cái vụ free đâu nha mình. Nghe cho mày, nghe cho. Bởi vậy lâu quá không gặp rồi, riết rồi á. Mày định làm gì? Có lị mới xa cách ra ngộ, không hề hề xa cách lị luôn á. Chú Mười tao bị ho nát đâu nghe, không có xa cách ai đâu. Ờ, ai biết được. Nào nghe ông gọi gì đâu mà, cho nên thôi bên kia sửa xe cũng vui. Dạ. Okay. Bên này mình có nên đầu quân qua đây mới làm luộc đồ không ta? Nha. Đồ khách luôn rồi chú Mười. Đóng cửa lại đi ơi. Khóa cửa lại. Người ta nói là làm gì đâu, đã hay làm gì đâu, chưa hề làm gì luôn, chưa hề gì luôn. Chắc không? Chắc là chưa hề làm gì không? Chắc đã làm nhân viên đâu. Cái miệng của lị à, hơi hổng rồi đó. Giả đích đó chú Mười. Đây, giả đi. Đây. Thôi, bắt công lắm, thú lắm chú Mười. Bây giờ coi chừng ngộ là. Cảm ơn chú Mười nào. Cái nào nha. Chú Mười nào đuôi xem chú. Ây da. Cái sàn trơn thiệt chứ, đền bù á trời ơi. Đập đầu xuống dưới đất rồi mất cục thịt rồi. Ây da. Bây giờ cái con. Ờ kìa. Con này nó xô cái chuột chân té chú Mười. Ai xô gì trời, đã nói là cái chè. Đuôi xem. Chú Mười ơi. Nghe. Cái tình hình như nào nhỉ? Cái gì? À, ngon tay có cây katana luôn ta. Hồi xưa bạn tôi đeo cái bao kiếm giả, giờ bạn tôi có kiếm thiệt luôn ta. Ngày mai cũng phải lên đời. Bởi vậy lâu quá không gặp bạn tôi lên đời luôn ta. Cái gì? Bạn thấy tôi có xe chạy không? Đây có mình tôi có chiếc này để tôi chạy rồi đó. Không xe này. Xe này lỏ. Một hồi tao đổ đó hành chính xe chú yêu cho mày coi. Con này vừa có đèn chú yêu vừa có xe chú yêu luôn mà. Đưa xem chú Mười. Thôi chắc lị đua đi, họ còn đang gọi là làm mấy cái đồ của doanh nghiệp này. Chú Mười phải nói chú Mười yêu nghề, chú Mười nói đi chứ em... chú Mười vậy hả? A Thanh không cùng đẳng cấp với lị. chú Mười dạ, biết đâu A Thanh kêu ngồi nói vậy ngồi đây rồi kêu chú Mười nói với nó kệ nó, kêu chú Mười kệ nó đẹp bốn lị không cùng đẳng cấp với lại A Thanh, hiểu không? Ủa sao sửa xe xong mà cái xe nó bung tùm lum đồ chú Mười. Nó lỏng lỏng, nó bung nắp, bung cốp luôn đi chú Mười. Nó lị bung á chứ ai bung. Nè nó bung nè. Không mày ơi, cái chú Mười của chú Mười tao đó mày. Vậy đóng lại không đi. Được rồi nha, về đăng phốt lên chỗ đổ xe làm lỏng đồ khách hàng của này kia. Con này thì không biết chuyển lãng về anh trai. Đấy còn chuyện chạy xe. Này có gì hết không chú Mười, có vụ gì gọi chú Mười. Hot nhất là hiện tại ngộ bù đầu ở đây luôn mà. Bây giờ thôi bay chú Mười nha, nào mà có vụ gì hot thì hú đi chú Mười. Ok nào đây nha. Ok vậy. Bay đây, bay đây. Ấy da. Ấy da. Ấy da. Tưởng đâu được độ cái ghế ai về độ kính với lại cái gói rồi đổi gói một khác cũng được đi. Bây giờ đi về sửa xe tiếp xem coi nay có vụ gì hot không. Ý ai quen vậy ta? Dạ. Cảm ơn cho sếp nha. Dạ. Ai quen vậy ta? Taxi cho bạn qua đường kìa, thấy không? À. Bút những chiếc taxi nhanh trời rớt mẹ cho xe mới đi. Rồi có bị phạt không? Không,
Hay vậy ta, ê tính là tôi mới bị phạt luôn á, tôi mới chạy xuống kia tôi bị ăn cái giá phạt 250 luôn á. Flashback. À, cậu đối tượng nó chứ tăng xe ơi. Tắt rồi sếp ơi. Ủa? Ở bên này sếp, bên này. Sao sếp? Rồi. Tôi hát giờ dạng ra, tôi là tôi quen chơi hình đếp, tôi phải bước một không. Tôi đi đi. Thì à, tôi đang đi tuần đường nhỏ thì sẽ phát hiện anh trai này chạy quá tốc độ trên thành phố. Với tốc độ đó là 75 mai trên giờ, tương đương với là 120 cây cốt trên trận. Thì anh trai xuất trình giấy tờ, thằng Phước không dung. Trời, sao cái... khóc lên trời ơi. Thôi, khóc lên đúng không? Thôi mình sao vậy thôi chứ mình đúng. mình đúng mình chạy 120 mà. Rồi, khó lái. Xe này sửa không? Xe này sửa không? Đem gì sửa luôn. Thôi chắc còn mới để xảy. Ê, tính ra hôm bữa cái chị gái hôm bữa đua xe tính kiếm chị cảm ơn tại chỉ hy sinh thân mình quay trở lại cứu, ai về đâu nay chỉ bị trục xuất luôn rồi. Đâu? Có không? Có, chị gái nó bị trục xuất rồi. Bữa tính kiếm chỉ xem coi chỉ cảm ơn đội bữa quay trở lại cứu, nhưng mà tính ra nếu hút đó tôi ráng chạy chắc tôi cũng có thể gọi là 50% phát được. Mình được đó, mạng sống mình như người khác. Khúc đó mà mình không đổi xe chắc mình chạy được á. Đổi xe chắc mình chạy được. Cũng đang vô thành phố mà con xe nó ngon nữa chứ, con xe nó không bị gì nữa chứ. Con taxi với con kia hư hết trơn rồi. Ai đi về sửa xe. Tự nhiên thấy xuống đây thấy xe gần gì không bùa bùa bi quen quá. Cái xe đúng nổi luôn á. Xe rất nổi luôn á. Ui dồi. Xe đi vòng vòng quá trời luôn á. Chạy. Đúng rồi. Rồi siêu full là nhiêu anh? Siêu full là 5.000 mày. Trời qua cái view đi. Trời ơi, con bộ bi này sửa phải mắc hơn người thường nha. Rồi anh, đừng có bào nữa mà. Ai bào đâu, không hề bào luôn. Trong này là tiêu chí trong này là sửa xe là phải sửa cho khách tận tình nữa. Thấy sếp đứng trong kia không? Đó, sếp đứng trong nó ai dám bào. Chứ phải sếp cơ bản. À, xe này sửa hết 1.000 nha. Ai không ấy mình đổi đồ đi chứ chơi xếp hồng. Con xe thì nó vàng chói như này đi. Nhìn là biết liền luôn á. Ôi rồi. Rồi, mình cho nợ được. Rồi. Ê, lỡ. À, không ấy cho tôi mượn cái chìa khóa xe đi. Có gì vậy? Mượn chìa khóa xe đi sao vậy? Đâm con cái mà. Có cái nón mà lo gì? Có cái nón mà có ảnh hưởng đâu. Không có vui lòng khách đến gì lòng khách đi. Vui chứ. Dù sao mình cũng từng bị bắt chung với nhau mà. Không mà đứng ngoài mình đưa chìa khóa cũng được mà. Không được. Đua xe nữa không? Đua xe hả? Trời ơi, có đọc báo không? Sao? Vụ gì? Giờ ai đua xe nữa? Đi ra góc được thì mới chứ. Vụ gì? Nói đây à, không thể. Nói đắm mắt. Mấy mình nói nó không nghe luôn á. Alo. Rồi, xong rồi nè. Đi ra góc đi, giờ dẫn chúng còn đi đua xe nữa đâu. Okay. Tính là nhìn con xe cũng đẹp á chứ. Con cái đã nó nổi quá thôi, cái màu này mà chạy khó thoát. Sao? Bị đắm cái chấn thương đầu. Trời ơi, thông cảm đi. Tại vì lỡ vung cái tay hơi mạnh quá. Đúng giờ. Thấy trong cái trò mẹ đó. Ờ, trời gì vô cái anh em. Cái gì anh em?
móc cái dây thừng. Móc cái dây thừng vô cái cây ATM. Ừ. Xong tụi nó kéo đi. Ừ. Rồi lo dùm lòng dùm lòng gì chơi hả? Không. Trong cây ATM đấy thì chắc chắn có tiền rồi. Đúng rồi. Tiền ép tiền sự hay là tiền mình lấy được tiền không biết. Cái tiền ép tiền sự nó cao quá ta. Trong đó là chắc chắn là có tiền rồi đó. À, okay. Chạy được á thì mình có tiền, không chạy được thì mình ép tiền sự. Ok. trong túi đó có đồ nghề không? Có luôn, đầy đủ. Có luôn hả? Mà giờ hai người làm hả? Làm chủ. Chứ bộ có ai nữa hả? Để tôi vô tôi hỏi thằng quản lý thử xem có đi không. Rồi. Quản lý. Cô quản lý. Mình đi hai ngón không? Này nọ không? Này kia không? Hai ngón hả? Này kia, này kia hả? Đi kiếm tiền, án tiền sự. Kiếm tiền. Cút tiền lại. Kiếm tiền, án tiền sự. Để đi vô thay đồ cái. Rồi, khác liền. Lộn chút rồi ơi, xin lỗi lộn. Gì vậy? Người nào ông già đó bây giờ bên kia lo đi quét sân rồi, quét sàn rồi. Giờ là mình kéo cái đó thì mình cần xe được cái thứ hả? Đúng, mình còn con xe chắc cũng phải bốn chỗ đó, hoặc là bán tải đó. Bốn chỗ bán tải hả? Là bây giờ anh có thể nói với tôi sơ sơ về những cái mà mình làm được không? Là bây giờ mình tới cà tè đúng không? Ừ. Xong móc cái dây thừng cái xe xong móc cái ATM. Ừ. Chứ mình giật nó đi. Ừ. Thì đó thì như tôi nói trong cái ATM có tiền. Ờ. Mình lo cái ATM mình chạy vòng. Mà chạy cái lúc mà chạy vòng vòng là mình đang bị người ta theo đuổi đúng không? Đúng rồi. À, nghe cũng gay á, nghe cũng gay cẩn á. Gay á. Ừ, cẩn. Thì cẩn. Đó, thì cẩn. Mình bị bắt thì mình có tiền. Dạ. Án tiền sự. Còn mình không bị bắt thì mình có tiền cho cái ATM. Cũng được. Ôi trời gì vậy? Trời. Ủa? Gì vậy? Ủa? Gì vậy? Ủa mất tiêu rồi. Ủa? Hoa mắt rồi. Hoa mắt rồi. Leo chuột chết rồi chứ. Ủa gì nếu mà mình kiếm xe thì mình đi xe mình hay mình đi rạo rạo mình bẻ con nào mình đi không? Biết được. Chứ giờ nè, bây giờ là tôi có con taxi, anh có con kia đúng không? Hai con ảnh nó hơi đủ sức để giật cái ATM nó bay ra khỏi cái tường không? Ủa cái đó là sạc ATM trên tường hay ATM trong cái trụ? ATM là cũng được đó sao? Ờ, cái gì thì chắc cũng được. anh trai này có con bánh tải ok không nè, anh trai cho mượn luôn. Không, trẻ tôi để làm công việc không anh trai. Bán tải xe nè, bán tải nè. Ờ, nhưng mà nói trước nha, bị là thốn lắm á nha. Bị lụm là thốn lắm á nha. Thốn là thốn hả? Thôi, cất vô. Trời ơi, nè, dân chơi không sợ mưa ơi. Đúng rồi, dân chơi không sợ mưa ơi. Tiền trước. Mưa rơi tao quá, dân chơi đi về. Giờ có mỗi người 30%, còn như tôi chịu. Cũng được. 20% còn như tôi chịu là sao? Ờ. Thì thí dụ như 10.000, thì chia ra. Hợp lý. Má. Đây 30, đây 30, tôi 40. Ê cái tờ đó phạt cỡ nhiêu vậy? Không phạt từng người mọi. Nếu phạt từng người mà bây giờ mình vô khóc đi. Anh em sao không có nghĩ cái hướng mà mình chứt cái hướng mình lấy cái tiền của mấy em đi. Nên nghĩ cái hướng thì tiền sự cũng vậy. Không có muốn nó bậy gì mà vô giọng nó sẽ trả lời là khóc cái con. Giờ mình lấy xe trước ha. Đi hai xe hay đi một xe bây rồi backup như thế nào? Mình có tính không tới cái đường backup không? Không. Mấy ví dụ gì đâu mà nghe nó có tiền ghê luôn á. Vậy mình gì mình lao vô thôi hả? À. Rồi hy sinh con bán tải luôn nè. Còn lấy con kia ra. Trời ơi. Nè. Ủa. Ê. Vậy là khoan. À, con bán tải sẽ là cái con kéo vô đúng không? Đúng rồi. Vậy là con bán tải kéo thì tôi nói đi con này cũng có thể chạy được luôn, mới hiểu không? Nhưng mà chạy con này nhảy giờ gờ phát thì tụi nó đứng tụi nó nhìn ha, tụi nó toàn lại lấy mức tăng tụi nó dí mà. Ừ, đúng rồi, giờ này cầm con này ra thì tôi nghĩ nó sẽ đem con SUV mà
mấy thằng kia nó ngơ ngơ nó lóc thì con RV cũng không có đà đấy, con RV nhảy đúng không? Nhảy hả? Con này cái điểm yếu của nó là cái hông này của nó dở thôi, chứ con này cái G là nó bay lúc. Vậy giờ ba thằng ngồi trên xe luôn hay là hai người ngồi xong rồi một người bắt chút? Thì mình phải lấy thêm con kia nữa. Nếu như mà trong trường hợp con này kéo xong, tại vì kéo là sử dụng cái đứt này đúng không? Ừ thì xác suất mà nó hư luôn xong kéo là cao lắm. Ủa rồi chỉ sao mình lấy được tiền trong đó? Thì kéo ra xong rồi xuống hát gì ấy, phải có cái USB nữa. À xuống hát trực tiếp tại chỗ luôn hả? Đúng rồi. Ủa? Hát từ cái chỗ mà nó đợi mà. Mình còn không tin. Chứ không phải kéo đi vòng vòng hả? Cái vòng vòng thì gì đố anh 10, anh có 30% chạy thoát chỉ thôi. Vậy là mình còn đứa con tin đó. Cần con tin đâu hả? Tôi thấy tụi nó lạnh con tin đó. Không phải cần á. Không cần nó đâu. Không con tin nạp vô nó lụm luôn sao? Đúng rồi. Thì muốn gì lên xe qua hội đồng hỏi. À đó đấy. Quá khó vậy. Ê, khó vậy, khó nha. Khó, cái này khó nói quá. Chơi tàn hỏi trực tiếp không thì, à? Giờ chốt vậy đi. Mình lấy con taxi mình chạy, còn con này nó kéo. Đúng rồi, kéo còn bỏ thôi. Tôi nói trước là tôi chạy 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 về ấm nha. Nhưng mà mình có đam không? Không? Tại vì đam đi. Tôi một công nghệ đó. Đam lấy gì á? Số nhiêu? Đàm là cái ông nội ơi, hỏi đàm để gì? Vô lấy cái. Ôi. Số nhiêu? Hôm nay hôm nay số may mắn là bao nhiêu đây? Số gì? 68 đi. 15.1. Hay dị quá. Rồi nghe. Sao tôi thấy nó cứ cứng ở đâu ấy? Thấy nó cống mà không biết nó cống chỗ nào. Ừ, nó đang hơi cứng ở đâu đó. Là mình đang thiếu một con tin đúng không? Con tin nó nạp vô nó lụm luôn sao ta? Nó cứng ở chứ đâu đó. Ủa phải cắt đồ hả? Ủa ví dụ này mà mình lỡ mình có tiền án tiền sự thì mình đi bao lâu vậy? Đi bao lâu là tùy vô cái mỏ của mình anh trai ơi. Thôi. Đúng rồi. Mình khóc làm sao mình nó cho mình đi vậy hơn. Con đó. Con đó không phải mình cất đi đâu. Con này có gì em bỏ luôn, khỏi lấy. Ờ cũng được, hình như con nó kéo được đó. Thì thử đi. Kéo được á. Thôi. Mình có thể làm cái nó chuyên nghiệp hơn được không? Ê tính ra mình đi lốc bít xe được mà. Mình đi lốc bít xe được mà. Có thể mình có thể chuyên nghiệp hơn được không? Sao mắc gì mà nó đi lốc bít xe nhờ? Ừ mình đi lốc bít xe đi. Bây giờ mình đi rà mình kiếm lốc bít mình lốc đại không được vậy? Đi lốc bít đi. Ừ lốc bít đi. Ừ cất xe mày. Bít xe đi. Định bắt nó mình nó có chuyện gì khác ghê quá không dám nghe. Cắt đồ rồi bị chửi lắm. Cắt đồ chưa cắt đồ chưa. Cắt đồ rồi mà đậu má đi kêu nó đậu mẹ quên. Giờ mình lóc bít rồi mình kiếm xe đâu lóc bít ta. Ai giờ ai hát được. Chưa có đụng vô lần nào á. Nó có mù công nghệ mày ơi. Đây lóc chiếc trước mặt nè. Đây. Trong này nè. Đây, ba xe luôn nè. Chiếc đồ bi đó kìa. Rồi, chiếc đồ bi luôn kìa. Này má, nhấp nháy luôn phát sáng luôn. Ờ, xe này đi trung thu được. Cái đồ đã nhức đầu rồi. Mà thở ra đem xe để đó xong rồi chớp. Ở đâu tụ tập nhiều xe ta? Đây, đi vô bên chỗ đổ xe. Đây, thấy gì không? Thấy gì? Cái thùng ATM kìa. Ê, kéo cái đó nó gần cái đồ lắm luôn á, ẩu. Đâu, gần không? Xe đẹp. Xe rác kìa. Xe rác kìa, bụi mẹ xe rác. Kéo nổi, kéo nổi đâu, nặng lắm. Vậy? Chưa là nặng lắm. Kìa xuống. Ủa, ghế được lâu rồi tí thôi. Chỗ đèn. Cái ngọn đó thấy cười á. Đèn đi người ta mới khó thấy nha. Nói chung là cái taxi chắc được. Mà quan trọng là mình kiếm xe kéo thôi. Ui, cổ. Chiếc xe kéo chỗ này cũng khó đó. Nè, có chiếc SUV Range Rover đi qua nè. Đây chắc ra rõ mất bóng vô đầu quá. Má nó không đổ xe mà kìa lấy xe đổ vậy thì riết. Ủa bên trong nãy anh đổ xe nhiều lắm mà giờ không có xe đậu. Nãy chạy vô nói anh ơi cứ đổ xe nghe. Ý là hợp tác đó, đối tác rồi mà chạy xe vô nói chuyện
đâu có xe ta, đâu có xe để mình à, chung cư qua window kìa, đủ con đóng xe đâu đó vậy ta, chứ là đu vi đó nữa. Ai vô em làm nha, đâu biết làm gì anh. Đó. Cái gì vậy? Cái gì? Khó vậy ta. Để vô mượn xe không? Mượn xe. Mày thiếu chuyên nghiệp á. Sao mày thiếu chuyên nghiệp? Cái nhóm này nó cấn sao ta? Ê, có một xe cũng ngon lắm á. Xe ngon thấy không? Đó. Đậu ngay cái ô của kính. Ta lóc được. Alo. Lô hút nè. Đúng. Ghê. Bộ trưởng bộ ngoại giao. Đăng liền luôn á. Xe đi chạy là anh đăng liền. Ghê. Được. Gấp. Ghê vậy ta. Bình thường. Dễ miệng vậy ta. Cái nào nè. Đi cái nào nè. Rồi chơi luôn hai xe hả? Là móc vô xe taxi luôn hả? Móc vô cái xe đó đó. Cộng dây vô. Cái ATM móc vô xe nào? Móc vô xe đó đó hả? Móc vô này nè. Đúng, được luôn. Không. Chơi. Chủ xe ai vậy? Rồi đi game nào. Xíu người ta đăng bài mất xe là xong mà, đâu có gì đâu. Ủa chưa nãy thấy chủ xe đã đưa chìa khóa mà. Ý là một hồi người ta sẽ đăng bài mất xe, hiểu không? Rồi đi lửa đi, cái nào? Không ai biết cái nào. Đi lửa đi, giữ xe lửa thôi. Ê, chị nói trước nha. Ý gì vậy? Mới có... Cần tìm... Hiểu rồi. Hiểu chưa? Nhịp nhàng cũng vô nói với chủ xe kêu mượn chìa khóa xong rồi kêu bị mất cắp. Ủa đâu có tiêu vậy? Ủa đâu vậy? Ê đi con đó mà kêu gì nữa. Ê mình thiếu con tin tụi bay. Chứ không sao đâu. Thằng con tin không? Không biết nữa. Cộng chứ nó đang ấy đó. Ấy đó. Quốc mình sao? Còn ai vậy? Ủa chú Mười. Này nó chơi với chú Mười luôn. Được á. Ông đang lo chú Mười. Chú Mười quý không chú Mười? Chú Mười chạy tới cái gai ra đỏ cứu cái đường chú Mười. Cứu thôi, chỉ còn chú Mười tới thôi này. Vui lắm rồi. Cuộc sống này chỉ còn chú Mười tới thôi. Chắc sức mà về đổ xe là trời ơi, không có. Đúng rồi, nghe. Trên cái đá đỏ này, cái ATM trên cái đá đỏ đi. Còn cái ATM trên cái đá đỏ nữa, đủ quá. Mà kéo được cái ATM này không? Kéo được không? Sao mới mình nói cái đá đỏ mà mình kêu ATM chứ? Phải còn cái ATM trên cái đá đỏ đi. Được. Ủa là mình phải móc vô cái lít xe chứ. Không biết móc nào trước nữa nhưng mà móc vô cái lít xe. Ê đừng có móc báo động mà chết luôn á. À ok. Ủa rồi đủ má. Mấy cha không á. Cứu độ chứ kinh chứ. Không đi lắm. Rồi ba hai ông cứu nội này cắt con chú phí rồi lấy cái gì què gì chế ta. Từ đợi xíu đi cho đưa chìa khóa cái cho bạn này đi cái. Nó bị thiếu chuyên nghiệp á. Không bắt gì này được. Khổ quá. Chú mời cho chìa khóa chú mời lẹ chú mời. Khổ ghê, khổ tụi bay ghê. Sợ hãi đi. Không biết chừng chú Mười. Ý của thằng này không biết dưới chừng chú Mười. Chú Mười nè. Bây giờ chú Mười có hai lựa chọn. Một sao? Là nhận cho đổi xe.
Hai là cái điện binh này chỗ đích chứ mày. Dạ. Ê, ổng không phải là đốm đâu mày. Bây giờ nè, mày làm được buổi sáng không? Không làm được buổi sáng nhưng mà ngộ, ê, nhưng mà không ngộ là ngộ là lỵ hay là ngộ là lỵ? Lỵ, lỵ là lỵ, ngộ là ngộ, đang đang ngộ giải thích một lần thôi nha. Ngộ giải thích một lần thôi nha. Bây giờ nè, ngộ là ngộ, lỵ là lỵ, hiểu không? Nó quăng một cái té chết. Nhìn qua đây thấy được cái hiểu. Ê, tôi lên xe trước cho. Chú mười qua đây cái hiểu. Vẽ chú mười. Ê, con xe nó kéo nổi không vậy? Bị thiếu chuyên nghiệp á. Dạ. Ê, rớt rồi kìa, 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 rớt rồi kìa. Ê, chạy luôn, chạy luôn, chạy luôn, chạy luôn. Chạy, chạy. Ê, đâu có đi đâu, chạy luôn đi, chạy luôn đi, chạy luôn. Bỏ chú Mười. Ê, xe bỏ chú. Bỏ chú. Ê, chạy không, ê, chạy được, chạy được, chạy được. Rồi, ba chú Mười nhé. Ê, sao nó đơn giản quá nhờ, không ai tới làm gì chứ nhỉ? Ê, tới kìa, chạy đi, chạy đi, dễ. Dứt đi, sao lưng dứt đi, dứt đi. Xuống xe đi em. Ê, đọc tôi lại đọc chút 10 đi. Mình lại đánh chút 10 nữa. Nhưng sao không chạy? Ôi, lên xe chạy đi. Nó lị kìa, trời. Em là con tim. Chết mẹ. Chết mẹ. Chạy đi. Chạy đi. Mình có làm gì đâu. Mình có làm gì đâu. Mình có làm gì đâu. Mình nó có làm gì đâu. Mình có làm gì đâu. Mình không hết mà. Ờ, đâu làm gì đâu. Sao sếp? Ủa, tôi đâu làm gì đâu. Không làm gì, di chuyển đi. Ok. Di chuyển. Sao không khí nó khó vậy? Sao không lên xe thì không có còn tin mà sao? Biết nói gì nữa sao giờ? Nó đứng sao? Nó đứng nó quay lại. Nó hỏi. Ý là nó bị thiếu chuyên nghiệp. Nó thiếu chuyên nghiệp luôn. Rồi giờ sao? Không biết nữa. Ê, cái xe kia còn không? Còn mẹ. Nhưng mà đứng đọc quá trời. Có nào hồi nó khai là hai mình không? Ê, tính ra anh sao khờ vậy ta? Sao nó xuống được? Lên xe chạy luôn chứ. Ừ, nó xuống đúng. Xong rồi. Ủa? Sao kia anh ơi? Giờ sao? Giờ đứng đợi hả? Ờ, bị giám xe kìa. Nói gì nữa vậy? À, vậy là cái lúc mà cái item nó rớt ra là không có xách đi vòng được tại vì nó nặng quá. Đúng, là nó sẽ hư liền. Ừ, là con kia nãy nó lết rất là chậm. Ê, tính ra nãy mình đánh lật hướng được ha, quên ha. Đánh kiểu gì? Cái hình như cái item nó có tracker, có không? Không, nó thấy mà. Nó thấy mà, nó tới rồi. Thấy lôi đi hả? Đúng rồi, thấy lôi đi. giờ làm gì nữa giờ? Cái kế hoạch này nó bể. Giờ xong rồi đó. Đi đứt chú Mười không? Ủa, không có ai rước không vậy? Đi rồi. Ai rước rồi. Ai gọi thử rồi, có ai rước chưa? Nói gì nữa có vậy? Có ai rước chú Mười chứ chú Mười? Ê, pha đó. Có ai rước chưa? Để tới đón mẹ. Chị thôi đi. Có không? Bị thiếu chuyên nghiệp chứ không thông cảm. Xin lỗi chú. Ủa, ổng đâu rồi? Ổng chửi quá trời luôn, ổng chửi quá trời. Ổng đâu rồi? Đi là ổng đâu rồi? Trời sao ổng? Ổng có người đón mà, ổng kêu mình bị thiếu chuyên nghiệp á. Rồi.
giờ làm gì nữa. Về ngủ chứ làm gì. Về nó ra nó chửi tiếp đi. Anh kia giờ nó ra nó chửi tiếp nè. Duy đi luôn hả? À, tính xin xếp một cái đi chơi cho vui. Còn có một cái một à. Còn có một chị cái ấy, chia nhau đi. Ừ. Không, tại bên kia làm riêng, tụi tôi làm riêng á chứ. Không mà cái bài này là không thể bị cái bài này là không thể bị mất cái máy được, sếp yên tâm đi. Cái máy lúc nào nó cũng còn. Chứ cái là hai thằng đứng đây có thể là sẽ mất rồi. Em mấy mình đợi David ra tù xong mình rủ đi nữa không ta? Chắc nó không. Đi quen quên em luôn rồi sao rồi đó. Ý da, ấy trời David, trời ơi. Ra tù chưa? Ra tù cho nên nó rước nè. Nãy không có xin nó tù kia, xin nó tù dưới này. À tù dưới này. Sao anh trai? Xe đẹp vậy. À, cảm ơn anh trai đã khen. Xe này Nissan gì vậy anh bạn? Nissan Sefiro quá anh trai. Ủa con này thấy đâu có trong shop xe đâu ta. Đúng rồi, con này xe taxi mà. Con này xe để chạy taxi mà. Con này có. Ủa là giờ còn bao nhiêu phút nữa để được ra? Chưa biết, đang để đi kia rồi, đi nhé. Con này anh bạn có bán lại không? Không. Không có bán anh trai ơi. Rồi anh trai ra kiểm tra xe thử nó bị. Rồi. Nghe nói giờ đang có phong trào rã xe rộ lên lắm là mình làm mình đỡ ông đỡ bính. Em nghĩ thì rã xe đi cho nó tiện anh ơi chứ. Đúng rồi, rã xe đi. Chứ cái hai tem nãy là mình phải đứng đó mình bẻ luôn, không là mình chạy nó nặng quá không có chạy được. Rồi em thấy là nó bảo. Ê, trời ơi, sao đứng trước cái đầu xe vậy? Hách nó sẽ là nhắn e. Xong rồi nếu mà cái e đó anh hụt quá thì nó sẽ đổ một cái số thì em chịu nha. Em chưa hiểu cái số. Thôi giờ mình đi ra xe nói đi. Nói chung là nó rất là nhiều cách hách đó. Ở trong một cái bảng đó sẽ cho mình rất là nhiều cách hách đó. Okay, chưa kịp làm đi chứ đi cộng mẹ rồi. Ghế này kỳ quá nha. Đi cộng em vẫn có thể kiểm gì nữa ai bị buồn ngạo gọi ghế đó mà nói người ta. Hồi nào ra tù rồi mình gọi anh em mình ra rồi mình đón. Much later. Sao? Đợi anh gấu qua, anh gấu đưa máy cho. Ok. Vậy anh chơi trò cũ đúng không? Là cất cái xe kia đi. Xe nào? Vậy mình đi hai xe. Ừ. Một xe là anh với Khứa này. Ừ. Một xe là em đi theo để mình radar mình quét xong mình đưa cái đó lên xe em chạy chỗ khác. Đúng rồi. Ừ. Đúng rồi. Rồi anh đi kệ với khối này để đi đã. Đúng rồi. Rồi em báo BD. Ê. Hồi nãy giờ cho nó phạt nhiêu? 680 đô sao với 10 tháng tù. Đây tính ra cũng ít mà 600 mấy rồi thì... chưa tới ngàn. Ôi, lần đầu á. Rồi cái USB có bị thu không? Thu chứ. Sao nghe thôi vậy? Sao lúc đó không lên xe đi mày mình quay không. Lại làm chi? Không, tự nghĩ là không? Thầy chưa có đen có bị chưa hiểu quá. Chứ ý là chưa hiểu nhưng cái mà, cách đúng mà, không? Nhưng mà anh nghĩ là mấy mốt á là mình giật ra mình đứng ở đó luôn, mình phải có con tin. Xong rồi mình đứng á mình làm xong hết mình lên xe rồi mình chạy thôi, nó cũng tương tự như tập hóa luôn. Hồi đó anh tưởng đâu là phải giật cái két đó chạy đi vòng trốn được BD rồi mới mở. Mà thật ra nếu mà con xe đó không cộng dây nó bị cái đó nó bị gị á chứ nó không gị em vẫn chạy thoát. Ừ anh thấy là nó gị xe chạy đâu nổi đâu, không biết xe bán tải chạy nổi. Cộng dây giống như cộng dây của mình kéo xe hồi trước vậy anh thấy không? Nhớ không? Gị vậy á. Không biết là cái xe bán tải trước nếu mà xe bán tải nó kéo đi được không ta? Kéo đi ngon. Vậy à anh ơi, xe nào vậy? Vậy là nó cái đó bắt buộc nó dính cái vết vậy à. Vậy là bắt buộc phải phải ngồi mà ra cái hắt đó nó gối não mà. Có nước không cho anh miếng nước? Em không có, nãy mới có luôn. Rồi đi mua nước đi, rồi đợi lấy cái máy cho mình chuyển. Hai em đi, em còn sửa xe cho anh gấu, em đồ anh. Okay, thì mình xài đồ không mất là được. Để vô hỏi sếp rồi có con cái này không? Không, coi rồi. Hết luôn hả? Em coi được kho mà, đâu còn cái nào đâu hết. Vậy thôi. Cái này rộ lên quá à. Rộ gì đâu, em thấy tụi nó cũng có làm gì đó. Có, bên nguyên gan bên Hội Tâm Hoàng đang đi rã kìa, rã kiếm đồ rồi. Anh em mình tự xử được không? Mày tự nhiên giờ cái hết thợ nghe. Ôi hả? Được, nhưng mà có máy thì được thôi. Rồi ok. Giữ cái xác lại nha, máy hư thì giữ cái xác lại. Ok. Đây. Ủa, hai cái gì vậy? Ừ, hai cái gần hư mà. Đúng. Đi, hai xe.
À, anh có con nào nó đỡ đen hơn không chứ con bùi bi nó vàng quá thiệt luôn á. Đùi có con rồi. Con gì? Anh cho tôi ra trung tâm đi. Mà con nó con gì nói luôn đi. Con nó cũng nó dùng con nó là con nó chung ra đi. Ra đi. Ok. Mẹ anh ơi. Hả? Anh rảnh không? Sao? Rảnh rồi, không rảnh. Tôi có gì thần à. Gì thần à, để xíu để tôi nghe máy cái. Alo, tôi nghe. Ủa gì Dâm ơi, cái máy dò chì mà mình lại mà nó không có bật, không hiện đèn là bị gì vậy? Là mình phải lóc bít á. Rồi ok, hiểu. Cảm ơn nha. Đúng rồi, xe cổ là mình phải lóc bít á, mấy xe mà nó không hiện đèn là phải lóc bít. Ok, cảm ơn. Ok. Tôi nhớ là có cái dần là làm được à, không cần gì chứ. Đúng rồi, nhưng mà phải kém. Thôi cái đó mà tụi tôi buồn lắm, anh đừng nhắc nữa. Không? Ừ. Ừ, anh làm thử, anh làm tôi thử, tôi làm rỗi chứ ngợi. Anh chắc chưa? Trải qua cú sốc đầu đời. Anh làm đi, bây giờ anh làm đi, tôi đứng tôi coi. Ok không? Ừ. Trời trời. Trời trời, con này móc vô kéo cái 1 rồi 34 cũng kéo không nổi sao? Dạ, dạ, anh thuê tôi đi cái gì tôi chạy giùm anh cho. Còn lại anh làm gì anh làm. Trời trời trời. Sao mình con quá vậy? Ê, đâu cần đâu. Lên xe đâu đi. À quên để sửa xe cái. Ở đâu cần đâu, lên luôn đi. Lên luôn đi. Thôi tôi đi nha. Ok. Đâu cần đâu, giờ mình tới đó đúng không? Cái mình lắp xe, lắp xong á thì đưa tôi cất cái máy. Ok không? Rồi anh xách con xe đó, anh chạy lên điểm rã rồi tôi đứng đó tôi đợi thẳng, nếu mà có bị đi tới là anh lên xe tôi chở anh đi, ok không? À, hợp lý. Hợp lý chưa? Thì vậy. Thì hẹn gì? Anh trai ơi, gì cũng có thể quẹp lại từ đầu luôn. Anh đứng dưới đường xe cán chết á. Em không thể di chuyển được nữa. Rồi lúc mà anh đưa tôi cái máy thì chắc tôi phải đem đi tôi cất ở đâu đó. Tại vì nếu mà con xe này bị bắt là mất máy luôn. Nhưng mà cái máy mà nãy David đưa tôi á. Nè tôi để trong hộp lên đồ nè. Thôi anh liệu lên được nha. À trong hộp này tôi còn cái cát nước nè. Cái nước đó là để à không full rồi, cái nước đó để đi chào mời BD có mua không á. thấy giờ máy nó hơi gần hư, còn một cái nữa tôi nghĩ là cái đó chắc không sao đâu. Lấy cái này xong rồi đi tìm cái rãi xe. Ừ. Ủa phải nhận shop chứ không có nhận gì, do đây tôi đang đi trên đường tới để làm nè. Nhớ có đúng không ta? Sao cái xe tôi nó cứ rào ta. À anh vô nói chuyện với công già đây đi. Đó. Chú ơi. Có hai cái mình nói cái trên đi cái dưới. Ủa nó có hai cái lần hả? Tôi nhớ ủa nó thay đổi hả? Lại sao nữa? Rồi sao nữa? Thì cái chết không. Đó trời ơi. Thì là định vị một chiếc xe đó. Xin lỗi tôi tùy xong nó sẽ tết mà. Tôi lại anh sống ở cái đất này mà mấy câu. Nó chỉ là mấy câu đơn giản thôi luôn á. Rồi nó nổ ở đâu nè, nó nổ cái khu vực ở đâu nè. Chưa lặn chỗ nào này bao giờ đúng không? Thì anh ủa sao nó gần vậy? Gần nè. Rồi anh cất cái máy dò vô trong cái cốp đi. Để có gì mình bị bắt thì không mất đồ. Ủa? À chưa đã xài đâu ta. Quên đã xài đâu. Ừ đúng rồi, chờ anh đi. Quên. Chúng ta phải chuyên nghiệp. Con xe nó để biển số nhiều vậy nên đọc 07FC V955. Rồi bây giờ anh đi vô này, anh đá mắt anh lên kiếm luôn trong khu vực này đi. Con xe nó sẽ là một cái con xe chắc chắn không phải là xe máy cày rồi đó. Xe khó. Chắc chắn cũng phải là xe trong cú quả. Khu vực nó còn ở đây không? Ở đây này, tôi thấy con... Ai biết gì đó. Đây đúng không? Nghe cái tùm rác. Nó phải chỗ này không ta? Cái khu vực màu nó có một cái khu vực khoanh tròn anh thấy không? Ý là không có cái khoanh tròn hết á. Phải có một cái khoanh tròn, anh dòm kỹ vô nó sẽ có một cái khoanh tròn.
ý là nó không có cái khăn tròn nào ở đây hết nè. Ủa? Đổi ngành thôi. Tôi nói thiệt, tôi sợ con người anh rồi đó. Tôi sợ con người anh rồi đó. Nó dần dần nó bên đó vậy mà anh nhìn không ra. Không thể làm gì sai trước nước đó. Vậy rồi hồi xưa là dạ. Bị đi rồi báo cáo xe màu gì sao được. Có gì mất dấu không đó. Ồ. Anh bây giờ này là sắc cũng hơi nhiều. Ngay đây là ngay cái điểm ngay trung tâm không? Nó có dọc với đó. Thì về trong khu vực này đúng không? Ở dưới này anh coi coi xe nào của anh. Coi coi chiếc nào, biển số chiếc nào là của anh vậy. Hình như cái chiếc mới nhất á. Chiếc mới nhất á. Biển số rồi. Đó, phải không? Đúng biển số không? 203 bị đúng rồi chiếc này. Rồi, cầm cái máy dội chìa lên. Xuống xe cầm cái máy dội chìa lên. Chưa là lần nào hả Dori? Chưa. Này nó còn không có biết định vị cái khu vực màu nữa kìa. Rồi bây giờ anh đi vòng vòng anh thấy cái màu xanh đó là đúng đi theo hướng nó màu xanh. Nó lên màu không? Có màu xanh. Rồi, anh đi vô trong nhà, anh đi hướng trong nhà, đừng hướng phía sau nhà. Nhìn vô ngôi nhà, nhìn vô ngôi nhà. Anh nghĩ là anh đi hack cái chìa remote của người ta. Đi ra bên hông á, bên hông á. Ừ. Té đúng không? Giờ cái này mà nó đầy cây rồi. Rồi lên xe đi, rồi xong rồi lên xe đi. Lên xe tôi cất cái máy vào chìa trước đi rồi lên xe kia chạy đi rã. Ê, nghe tiếng mày đi, nghe tiếng mày đi. Cất cái máy lẹ, cất cái máy lẹ, cất cái máy lẹ. Cất cái máy trước đi. Rồi lên xe đi không sao đâu, đi không tới đâu. Cái tim này chứ. Không, anh dò xong rồi lên xe đi luôn chứ đâu cần lóc bít ở đâu. Trời ơi. Dò xong rồi là lên xe đi, còn xe nào mà nó không có màu thì mới phải lóc bít. Trời ơi. Rồi chạy đi. Để nó à nè ok. Đâu vậy? Sao mạc hả? Ê nó nghe nè, nó chạy từ từ thôi nha. Để tôi đi anh giấu ở đâu đó đi để tôi đi cất đồ trước cái đã chứ không mất đồ á. Từ từ để tôi vô tôi kiểm tra thử xem coi là ở trong này clear không cái đã. Tôi đi không cần đâu. Giờ cái đó như đi cày nguyên liệu chứ. Vô đi. Ủa mà lại sao nhỉ? Thì cứ vô đi là sẽ biết. Xe đáng đâu á? Ôi, vô tới nơi à. Còn một chỗ bên trong nữa mà. Chỗ sân bay đúng không? Chỗ cái chỗ ra phế liệu sân bay đúng không? Đúng rồi. Phải không? Không biết nữa. Cũng có thấy ai đâu. Ờ thì nó có cái điểm đánh dấu đó. Tới chưa? Là tới dữ chưa? Ủa hình như mình đang rẽ nè. Ủa? Ở đâu? Ủa? Đây nè. Đây. Mô đi. 475. Ủa? Lẹ. Ủa? Bô lại gì? 475. Ủa? Rồi. Đó. À, bên này hả? Kế bên. Thấy xe nè. À, bốn cái bánh xe trước, bốn cái bánh xe xong rồi tôi bốn cánh cửa. Nè, bỏ vô cốp đi. Mà hồi nó nặng người á.
vô cấp bớt đi. Có biến là lên xe chạy liền nha. Ủa sao rớt đất rồi? Ờ. À đi. Bỏ được cái hai cái à, tại nó cũng hơi nặng á. Bỏ được như được cái cửa với cái bánh xe nó đỡ đỡ thôi là được. Rồi lên xe. Mềm đệm, mềm đệm. Sao nay đổi chỗ thông thường, tôi nhớ nó bên kia nó đổ bên này ha. Nó đơn giản mà đúng không, đơn giản mà đúng không? Giờ mình cầm cái đống này mình đem đi rã ra thêm một cái mức độ nhỏ hơn nữa. Không phải mình bán luôn được. Ê, hỏi từ kia cái nó mua bán cho từ kia cũng được á, có số không? Không có hay chưa. Ê, hình như tôi có số mà. Hello. Hello, hello, hello. Hello. Tôi có mấy cái đồ mới rã xe nè, mua không? Ờ, mua là sao? Thư mua thằng Khứa áo hồng, hỏi có mua không, bán nè. Ý là nó bán cái gì, đang cần vật liệu không? Cần mấy cái đó không? Vật liệu, mấy cái đồ này mới rã thôi. Nó kêu làm biến đi rã quá xong hỏi có muốn mua không? Không chứ không mua đâu, cho vợ em đi chạy làm luôn. Rồi ok ok. Rồi vậy coi như là đêm nay là một đêm rất là dở bình thường. Thấy chạy từ từ bắn cổ đó. Ở đây bình thường mình có xe nào bắn đâu, đi ngang cái đồn thì mình mới rén thôi. Nó đi ngang cái đồn mình ráng nhẹ xíu nè. Đó, xong rồi mình đi thẳng thôi. Cái miệng anh nó nhẹ, nó xui lắm á nhỉ. Anh ơi, cảnh báo anh rồi, chứ phải do mình tôi xui anh ơi. Miệng anh xui lắm á, tự nhiên anh nói mấy tốc độ bình thường là cái đường đó tôi chạy là tôi... Ê! Từ từ, từ bình tĩnh đi, anh bình tĩnh đi. Tôi đang lát. Mình như vậy mình làm một cái xe trong bảy phế liệu luôn. Đó. Ở đây luôn hả? À, tôi chỉ nghe tiếng hú nè. Nè anh nhìn xe cái bên đang thui, mình xe mình đang thui. Giờ đi đi, giờ mình sẽ ra được xe nào đúng không? Cái gương nó cứ... Sợ mình đậu bên này. Ok không? Đó, hết rồi. Mà anh biết tin vui là gì không? Cái chỗ mình rã đồ đó, mình gần cái đồn bị đi. Không, tôi nói thiệt, đậu xe đây không ai biết luôn á, đi ngang không ai biết luôn á. Nhìn vô nó chỉ là cái bãi phế liệu thôi. Phải không? Chuẩn không? Tin chuẩn không bạn? Chuẩn, tin chuẩn. Ủa xe chứ đèn màu xanh, đi vậy? Xe người dân. Bác bạn bất hù đưa đi. Sợ quá nha. Đi rã. Đi rã đâu? Gần đồn BD chứ sao đồn BD. Đây, tôi nhớ là nó sẽ ở đây. Bây giờ giờ không dám chạy qua đường, người ta chạy chui chui trong này được không ta? Được. Lòm đi. Cái tiếng hú hú đúng không? Ừ, tụi nó tìm mình thấy gì ta ơi. Ờ, sẽ có tốc độ thôi mày. Nó có thấy cái bánh đó. Không, cái bánh
cái bánh nó khó nhìn lắm. Đây. Đó, xong rồi giờ anh xuống kia anh ngồi anh rã ra từng món là xong rồi. Ở đâu? Rã đâu? Đá con mắt vô các bạn. Thấy chưa? Được không? Làm được không? Đá con mắt vô. Ủa, được mà. Anh này sao quá ta. Đâu, đưa tôi cái bánh thử, đưa tôi một cái bánh. Mình đưa chuyện tay nhau luôn đi. Rồi, ok. Sao bốn bánh như vậy một cái rồi mà. Được nè. Không? Nè, ngay đây nè. Anh này sao á? Này lâu không? Lâu. Nhưng mà nó ở đâu đó cũng nhanh nè. Nhưng mà nó có cái lời nguyền, anh biết là gì không? Là, nếu mà những người đẹp trai mà vô đây làm nó sẽ bị một phát là mình hàng hoài luôn á. Anh nhìn dưới chân anh thấy một đống cái đồ hàng không? À. À đó, dành cho những người đẹp trai mới bị cái lời nguyện đó thôi. Đó giờ ra một đống rồi đó. Phải anh thử đi, anh cứ đứng anh thử làm được luôn mà, làm anh trong người anh còn đồ là anh làm được luôn á. Ngó vô cái chỗ tôi đang đứng nè. Ủa, sao rồi, đau hết chưa? Đau gì, đang đứng cắt đồ nè, rã đồ nè. Nói chung là Billy hơi nè. Hết rồi. Sao anh rẽ tình tiết luôn đi. Thôi. Anh cầm cái đó anh đi mời chạy Billy được á. Đi không? Mình làm tàu đoàn đa cấp đi bán đồ không? Có vậy bán cái két nước này hả? Mình offer bán két nước liền. Nó hồng đó nó sẽ bị vậy nè. Rồi tôi hết bánh rồi đó. Rồi còn lại là phần của anh á. A few minutes later. Thành công. Cuối cùng cũng xong. Hôm nay tính ra là một ngày gọi là muốn đặt tên cho cái hội của mình đi. Hỏi ba thằng điên nghe được không? Ba thằng quần. Chứ không có cái gì mà quán, nó ổn được hết trơn á. Ôi, hồi nãy rã được ra sắc dụng không? Sắc thôi chứ không có sắc dụng mà. Ấy. Có sắc dụng không? Ở đồn có xe mô tô kìa, đồn có xe. Nay có xe GS hay gì á. GS thử xe. Gì vậy? Sao có thùng rác dưới đường vậy? Trời ơi. Rồi xong. Rồi sao tôi cắt xe không được ta? Rồi. Chết rồi. À được gì không? À cái xe tông có một phát mà nó vậy nè. Điện thoại này bỏ đi, điện thoại đưa tôi chỉ. Ai biết? Mẹ còn đó nữa. Điện thoại hư hả? Đưa đây. Ừ, nãy hư xài được gì không? Được, chế độ hay ta. Gì không biết được. Quên. Cái gì nữa? Tính nói cái còn gì cũng khai kỳ quá. Nè, còn cái nữa nè, còn cái nữa. Anh ơi. Xe mới chạy ra tông. Đây. Đó kìa. Đâu? Rồi. Sao? À, hẹn anh em mình một cái phi vụ khác đi chứ hôm nay quá bất ổn rồi. Không, gì cũng nữa. Gì nữa. Sao sếp? Không, ai đứng chơi cho vui thôi. Chuẩn bị về quê, đứng nhìn mọi người một miếng. Rồi, lỡ rồi thì nhìn luôn đi. À, thôi mình bắt xe mình về chung đi. Rồi thì coi như là hôm nay mình đã cùng với lại hai con báo, một con báo hồng với lại một con báo sửa xe đi làm phi vụ cướp ATM, nhưng mà nó nửa nó không có ổn lắm các bạn.
Do lần này mình đảm nhận cái việc chạy xe cho nên là mình không có xem được cái quá trình như thế nào. Thật sự thì nó nhanh quá, chưa kịp làm gì hết trơn. Rồi bị bắt mất tiêu rồi. Sau đó thì mình đi rã xe thì cũng suôn sẻ thôi, không có gì mới mẻ cho lắm. Tuy nhiên thì có nhiều pha của thanh niên báo hồng này, báo hơi nhiều xíu. Còn lại thì cũng hết cái rồi. Và hiện tại như các bạn có thể nhìn thấy ha, trong thành phố này mình đang không có nhiều content lắm để chơi tiếp, cho nên là sắp tới mình sẽ giảm bớt cái video về cái GTA 5 Roleplay này lại. Và hẹn các bạn ở một cái nội dung mới. Mình cũng chưa biết, tại vì hiện tại đang có kế hoạch dự định nhưng mà chưa biết như thế nào. Đó, thì sắp tới mình sẽ chuyển sang một số tựa game khác để mình chơi, mong các bạn thông cảm nha. Rồi, ok, thì mình sẽ tiếp tục dừng cái video luôn. Và nếu các bạn muốn xem nhiều video nữa về tựa game này, thật ra thì nhiều thì cũng không có nữa đâu, tại vì không có biết chơi gì á. Thôi cứ đăng ký kênh mình, like, share giúp mình ở phía dưới đi, rồi có gì mình sẽ tiếp nha. Ok, chào các bạn, bye bye.